Mùa giải 2024-2025 của La Liga hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Real Madrid và Barcelona, đặc biệt khi các ngôi sao mới gia nhập và những thay đổi chiến thuật đang diễn ra tại cả hai câu lạc bộ. Sự kiện nổi bật nhất cho đến hiện tại chính là việc Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid. Với những gì anh đã đạt được ở Paris Saint-Germain, Mbappe sẽ là mũi nhọn chủ lực, khiến đội bóng Hoàng gia thêm phần khủng khiếp hơn nữa so với mùa giải trước. Tuy nhiên, những thay đổi không chỉ diễn ra ở Bernabeu mà cả tại Camp Nou, nơi mà Barcelona cũng đang chuẩn bị dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick. Và sự chuẩn bị đó chính là nghệ thuật không làm gì cả, nhưng mà theo nghĩa đen thì mới thành vấn đề. Chẳng biết El Clasico trong mùa giải tới có gì để người ta trông chờ hay là không đây. Mbappe đã có một sự nghiệp ấn tượng tại Paris Saint-Germain, đó là nơi mà anh ghi được 256 bàn thắng trong 308 trận đấu, giành 17 danh hiệu bao gồm 6 chức vô địch Ligue 1, 4 cúp quốc gia Pháp, 5 siêu cúp Pháp và 2 cúp liên đoàn Pháp. Bên cạnh đó, anh cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Paris Saint-Germain trong 6 mùa giải liên tiếp, với thành tích đáng nể như là 44 bàn thắng trong mùa giải gần nhất. Việc Mbappe gia nhập Real Madrid tạo ra một thách thức lớn cho các đối thủ của họ. Một sức ép chuyển nhượng vô cùng lớn đang hướng về Barca vào lúc này. Chủ tịch Barcelona Juan Laporta đã thừa nhận rằng việc Mbappe gia nhập Real Madrid không phải là tin tốt cho đội bóng xứ Catalan. Ông nhấn mạnh rằng Barcelona sẽ tiếp tục tin tưởng vào chiến lược phát triển cầu thủ từ lò đào tạo La Masia thay vì chạy đua với các hợp đồng bom tấn. Hay nói cách khác, người hâm mộ Barca đừng coi hy vọng vào một bản hợp đồng đáng chờ đợi nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Điều này là dễ hiểu khi mà giới hạn lương của Barca vào tháng 2 năm nay đã giảm xuống thành 204 triệu euro sau những vấn đề tài chính. Còn Real Madrid thì chạm đến kịch trần với mức 727 triệu euro, tức là gấp hơn 3 lần so với đối thủ. Trong khi Real Madrid đang củng cố đội hình của mình, huấn luyện viên Xavi Hernandez đã bị sa thải vì nói thật. Việc bổ nhiệm Hansi Flick làm huấn luyện viên mới đã tạo ra một làn sóng thay đổi tại Camp Nou. Hansi Flick là cái gã từng khiến cho Barca thất thủ 2-8 tại Champions League 4 năm về trước. Cơ bản, ông thầy người Đức này có khả năng về chiến thuật sắc bén và khả năng khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ trẻ. Ông hứa hẹn sẽ mang đến cho Barcelona một phong cách chơi mới và hy vọng sẽ giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng dĩ nhiên không thể làm điều đó theo kiểu tay không bắt giặc được. Laporta cũng đã có những phát biểu trong thời gian gần đây. Tôi bắt đầu nghĩ về Flick như một huấn luyện viên Barca tiềm năng kể từ khi tôi tái xuất tại câu lạc bộ. Ông ấy bắt đầu nghiên cứu đội bóng ngay sau thông báo của Xavi. Tất cả các báo cáo chúng tôi có về Flick đều rất tích cực. Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barcelona đang tập trung vào việc củng cố đội hình và tìm kiếm những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của họ. Và bản hợp đồng được cho là có mối liên hệ với đội bóng này, củng cố cho một hàng tiền vệ gặp vấn đề là Mikel Merino, tiền vệ của Real Sociedad. Mặc dù họ không đủ khả năng chi trả điều khoản giải phóng 60 triệu euro vào lúc này, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và hy vọng rằng một thỏa thuận sẽ sớm đạt được. Đây là nhân tố quan trọng trên đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng thậm chí là kỳ kèo 50 triệu euro đi chăng nữa, chiêu mộ một cầu thủ 27 tuổi liệu có phải là phương án của một đội bóng lớn? Khi đối địch chiêu mộ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Barca lại đem về một gương mặt mà với fan thông thường chẳng ai để ý, quả nhiên là thất vọng. Ngoài ra thì Barcelona cũng đang nỗ lực giữ chân các cầu thủ quan trọng như Robert Lewandowski và Vitor Roque. Laporta đã nhấn mạnh rằng Barcelona không cần bán bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào với tình hình tài chính hiện tại và họ sẽ tiếp tục cạnh tranh ở mức cao nhất. Lewy mùa giải trước bỏ lỡ nhiều cơ hội đến thế nào, đến ngưỡng mà anh ghi hat-trick còn chẳng ai để ý. Vitor Roque thì có lẽ sẽ được trao cơ hội nhiều hơn nữa, nhưng cầu thủ này phát triển được đến đâu thì chẳng có gì hứa hẹn trước. Về cầu thủ tài năng trẻ ở hàng tiền đạo, Real còn có Endrick với bạt ngàn vinh quang ở độ tuổi 17 sẽ cập bến chính thức vào phiên chợ hè này nữa. Nó khiến Vitor Roque với chỉ 2 lần ra sân tại La Liga mùa trước trở nên thật bình thường. Những thay đổi này đã khiến siêu kinh điển, trận đấu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona hứa hẹn sẽ trở nên rất không cân xứng. Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa BBC, Bale, Benzema và Ronaldo của Real Madrid và MSN, Messi, Suarez và Neymar của Barcelona đã tạo nên những trận cầu kinh điển với những pha bóng mãn nhãn và kịch tính. Biết bao mùa bóng, hàng tiền vệ của Real thường xuyên là ba cái tên Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro đối đầu với Busquets, De Jong và Rakitic. Hàng hậu vệ nổi bật bên phía Barca là Jordi Alba và Sergio Busquets, còn về kênh kiên trắng là Marcelo, Ramos và Carvajal. Bây giờ thì thông qua kỳ chuyển nhượng 24-25, khi mà Real kích nổ bom tấn, Barca lại bình chân như vậy. Có thể thấy siêu kinh điển giai đoạn tiếp theo, nó cũng sẽ chỉ giống như một trận đấu bình thường tại La Liga.
Hơn hết, Xavi đã rời đi, thế chỗ là một huấn luyện viên Hansi Flick đến thay thế Barca. Đội bóng thành Catalan đang đứng trước giai đoạn bất ổn tiếp theo. Còn đế chế của Carlo Ancelotti tại Madrid thì vừa được củng cố thêm với chức vô địch C1 lần thứ 15. Real Madrid trong mùa giải tiếp theo với sự bổ sung của Mbappe sẽ có một hàng công mạnh mẽ và đầy sức sống. Vinicius Junior và Jude Bellingham cũng sẽ là những nhân tố quan trọng trong việc tấn công của Real Madrid. Hàng tiền vệ với những cái tên như là Camavinga, Valverde, Tchouameni sẽ tiếp tục là trụ cột, mang lại sự ổn định và kiểm soát trận đấu. Ngay cả khi Toni Kroos giải nghệ, Luka Modric lui về phía sau, tuyến tiền vệ của Real vẫn quá dư giả cho bất kỳ đối thủ nào chạm mặt. Hàng phòng ngự có những sự thiếu vắng trong mùa giải vừa rồi, đặc biệt là khi phải đối mặt với cơn bão chấn thương. Với quỹ lương dư giả như hiện tại, họ hoàn toàn có thể chiêu mộ một Alphonso Davies cùng với một trung vệ nữa, bất kể Nacho Fernandez có ở lại hay là không. Về phía Barcelona, đội bóng này tìm cách tái thiết lại và xây dựng một đội hình dựa vào những cầu thủ trẻ. Với các cầu thủ trẻ từ La Masia và những bản hợp đồng mới, Barcelona hy vọng sẽ mang đến một lối chơi hấp dẫn và cạnh tranh trực tiếp với Real Madrid. Các cầu thủ như là Pau Cubarsí, Balde, Gavi, Fermín López và Lamine Yamal sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết đội hình và xây dựng một tương lai tươi sáng cho Barcelona. Nếu đây là chất lượng lò La Masia 15 năm về trước thì còn có hy vọng, chứ thời điểm này thì fan Barca có lẽ cũng chẳng mong đợi nhiều. Những cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona luôn là tâm điểm của sự chú ý vì tính chất lịch sử, nhưng trên hết là mức độ hấp dẫn toát lên từ chất lượng đội hình. Mùa giải 2024-2025 thì đang không cho thấy những tín hiệu đó, đặc biệt là từ Blaugrana. Cả 3 lần so tài trong năm vừa rồi, Real hủy diệt đối thủ một lần tại siêu cúp, sau đó tạo nên hai màn lội ngược dòng với tâm điểm luôn là Jude Bellingham. Biểu tượng mới, tín ngưỡng mới của đội bóng. Barca chẳng có ai theo dấu chân của Messi hết. Còn với Real, họ chuẩn bị có người thứ ba sắm vai đấng cứu thế tại đây rồi. Kỳ chuyển nhượng thực tế vẫn chỉ mới có những sự bắt đầu, nhưng Laporta thì đang dập tắt dần những tia hy vọng nhỏ nhoi của Barca. Họ đang nhắm đến những cầu thủ tier 2 tiếp tục xa lầy vào những bản hợp đồng khó thanh lý với lứa tuổi đã là gần 30 hoặc thậm chí là còn lớn hơn. Họ một mặt đôn những cầu thủ trẻ có tiềm năng lên để rèn rũa, mặt khác chiêu mộ những cầu thủ đã thể hiện được tầm ảnh hưởng nhưng chẳng trẻ trung gì. Cancelo, Gundogan ít ra còn là những cầu thủ có đẳng cấp, chứ còn Orion Romeu, Inigo Martinez thì đúng là chẳng biết nói sao luôn. Mặt khác, việc đưa một cầu thủ chỉ mới 16 tuổi như Lamine Yamal làm trụ cột là một phép thử liều lĩnh. Dường như những lời của cơ kích nói trong bộ phim tài liệu gần đây của anh không đến được tai những nhà lãnh đạo thì phải. Barca đang cầm cự, đang đặt niềm tin vô tội vạ, đang mong chờ một cái kết bất ngờ. Nhưng để làm bóng đá thành công, cần một chiến lược dài hạn. Bất ngờ mà họ có được chính là từ triều đại của Xavi với kỳ tích 26 trận giữ sạch lưới cả mùa 22-23. Còn sau này, điều đó sẽ thật khó để tái hiện. Real Madrid đã chạm đến phiên bản mạnh nhất cả thập kỷ. Họ vừa vô địch châu Âu, La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha, lại còn đem về cầu thủ xuất sắc nhất Kylian Mbappe. Một bên đã mạnh nay còn mạnh hơn, một bên thì đến cầu thủ ra hồn còn chẳng sắm nổi. Đúng là kiểu chưa đá, đã biết bên nào thắng rồi.